Ok, chào bạn Vương Toàn nữa nhé. Vâng, đây là những hình ảnh của trận đấu bán kết ngày hôm nay. Như vậy là xuyên suốt hết một quá trình của một giải đấu, gần như là chúng ta đang đến với những trận đấu quan trọng nhất của giải đấu năm nay. Trận đấu bán kết giữa Mitterham và Kasbili, một trong những game thủ mà tôi thấy rất nhiều anh em nói là nổi tiếng cùng với Farmer Hà Ngân. Xin chào anh em, xin chào bạn nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, bạn Văn Giang, bạn Hoàng Khải, bạn Xuân Quý, bạn Trần Anh Đức, bạn Võ Hiệp, bạn Long Lê, bạn Mạnh Tuấn nữa. Chào anh em. Cái ông Felix này hay là màu. Ok, rất nhiều anh em lúc này đang dự đoán là game thủ Kasbili sẽ bị loại. Và đây là đội hình không thay đổi của Kasbili: Hav Felix, Abraham cùng với Sean Homin là bộ ba tiền đạo trẻ ngày hôm nay xuất phát trong đội hình 4-1-2-3 của huấn luyện viên Kasbili. Những nhân tố trẻ ngày hôm nay sẽ đối đầu với những cầu thủ bên phía câu lạc bộ Real Madrid. Mitterham ngày hôm nay sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-2-2. Ở sơ đồ này thì tôi thấy rằng là việc bố trí tuyến giữa nó đang hơi bị thoáng đi, nhưng mà với một huấn luyện viên như Mitterham, tôi nghĩ rằng là anh ta cũng đã có những sự điều chỉnh làm sao để phù hợp với lối đá 4-2-2 này. Hai nhiệm vụ của hai tiền vệ chốt chặn là vô cùng quan trọng ở sơ đồ 4-2-2 này, đó là Ruud Gullit và Rick Rothwell. Trong khi đó thì hàng tấn công vẫn sẽ là sự góp mặt của Davor Šuker và Cristiano Eusebio cùng với Zinedine Zidane. Mitterham thực sự là một trong những huấn luyện viên trẻ đầy cá tính khi mà anh ta sử dụng Davor Šuker cực kỳ lợi hại ở trong trận đấu tứ kết. Tammy Abraham, cầu thủ đang có được phong độ cao ở trong mùa giải năm nay của câu lạc bộ Chelsea, nhưng cũng giống với Marcus Rashford, ở thời điểm mà phong độ cao nhất thì Tammy Abraham cùng với Marcus Rashford đã bị gặp chấn thương. Đây sẽ là hiệp 1 của trận đấu bán kết và Real sẽ là đội bóng giao bóng trước. Có khi nào lại Mitterham lại vô địch không? Ok, như vậy là hiệp 1 của trận đấu bán kết đã diễn ra. Avicola, anh em nếu mà có cần thiết cái gì thì làm luôn cái độ đấy anh em. Avicola, một trận đấu chung kết trong mơ mà các cổ động viên vẫn nói rằng đó là sự góp mặt của Kasbili với Farmer Hà Ngân. Nhưng tôi lại có một suy luận khác anh em ạ. Tất nhiên tôi không nói ra, vì nói ra nhỡ mà anh em lại bảo là bình luận thiên vị. Nhưng thực sự là tôi có một suy nghĩ khác. Varane, tôi vẫn đánh giá cao Mitterham, một huấn luyện viên chơi có thể nói là đầy thực dụng. Trong khi đó thì sự cá tính lại đang được thể hiện ở trong lối đá của đội bóng Kasbili. Rodri, Hav Felix. Mỗi bạn một lượt chia sẻ để ủng hộ cho bình luận viên Mạnh Hùng ngày hôm nay sẽ thực hiện 4 trận đấu còn lại, bao gồm 2 trận bán kết, 1 trận tranh giải 3-4 và 1 trận chung kết. Xin lỗi các bạn, là 3 trận chung kết anh em ạ. Trận chung kết sẽ đá làm 3 trận. Eusebio, trận chung kết sẽ đá làm 3 trận anh em nhé. Theo thể thức BO3, Theo Hernandez, Ivan Perisic, Raphael Varane. Xin chào bạn Mạnh Tuấn nhé, bạn anh Vũ Toàn Đức ạ. Ivan Perisic, đúng là trong một thời điểm mà dịch Covid-19 đang bùng nổ ở toàn cầu thì những giải đấu như này thực sự là đem tới sự an toàn cho ngay cả các game thủ nữa. Các bạn chỉ việc ngồi ở nhà tự sướng thôi mà vẫn có tiền bắn vào tài khoản anh em ạ. Chẳng ai muốn mình là nhân vật sẽ nhận số tiền thưởng 300.000 đồng cả anh em ạ. Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng không cần phải tổ chức làm gì cả các trận đấu bán kết và chung kết. Phút thứ 18 của trận đấu bán kết đầu tiên và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Một sự dè chừng nhất định đến từ game thủ Mitterham. Hai đội vẫn đang đá khá thăm dò. Vừa rồi là pha mất bóng nguy hiểm của hậu vệ Raphael Varane. Mitterham đã yêu cầu tạm dừng rồi. Tôi nghĩ rằng là thời điểm này cắm cũng là một điều có nghĩa là sẽ xảy ra anh em ạ. Tôi nghĩ là cắm có. Bản thân tôi ngày xưa đi thi đấu tôi cũng cắm anh ạ. Nói gì nói, bao giờ cũng có dấu hiệu tâm lý của việc cóng. Nhưng game thủ nào vượt qua được áp lực tâm lý đấy để đến với ngôi vô địch mới là game thủ thực sự đáng nể.
Nhà vô địch chỉ có một. Lag quá nhỉ. Ok em chào anh trực tiếp bóng đá nhưng lag quá anh ơi. Thế à? Buổi tối chắc là bị bóp băng thông rồi anh ơi. Avincula. Ok, chúng ta đang thấy được trực tiếp bóng đá chính là nhà tài trợ chính của giải đấu năm nay. Anh em nếu như mà thi đấu tốt ở giải đấu này và ở mùa season 2 thì anh em sẽ còn được tham gia nhiều những giải đấu bổ ích như thế này. Perisic, một pha xử lý không thành công của tiền vệ người Croatia. Tôi đang thấy có sự bất ngờ đến từ game thủ Kasbili. Pogba liên tục là những tình huống xử lý phím nóng của Mittenham. Theo Hernandez, Rodri. Tôi nghĩ rằng ở một thế trận như thế này cần phải có sự mạo hiểm. Son Heung-min. Cú đá này của Son Heung-min. Cú đá đã dội cột dọc không thành của Thibaut Courtois. Không ai nghĩ rằng Son Heung-min sẽ thực hiện một cú đá duỗi mù ở tình huống vừa rồi. Eusebio. Suker. Không vào. Rodri. Đó là câu trả lời của game thủ Mittenham. Rodri. Lúc này đang có 235 anh em đang theo dõi rồi. Rutkulik. Giải nhất của season 1. Giải nhất của season 1 sẽ là 2 triệu đồng anh em ạ. Những anh em nào đang theo dõi giải đấu VF Sport này, VFTV Sport này, anh em hãy chung tay chia sẻ giúp cho mình được không ạ? Để cho cộng đồng FIFA Online 4 trở nên mạnh hơn và giúp cho giải đấu này có được tiếng vang hơn nữa khi mà season 2 cũng sẽ diễn ra vào giữa tháng này. Theo những thông tin của ban tổ chức anh em ạ, tôi có được. Và có lẽ là số đội sẽ tăng lên giống như kiểu Euro anh em ạ. Mùa này thì đang là mùa Euro đầu tiên nên là mới chỉ có 16 đội thôi, 4 bảng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở mùa thứ 2 biết đâu ấy lại giống một kỳ Euro đúng 26 anh em ạ. Biết đâu lại 24 đội, lại lấy thêm 4 đội xếp thứ 3 vào. Đó cũng có thể là một kịch bản của ban tổ chức. Nhưng mà tôi không phải là người ban tổ chức nên mà tôi chỉ đoán vậy thôi. Rodri. Vẫn là những pha xử lý đậm chất kỹ thuật của cao thủ bên Atletico. Đường truyền là của Son Heung-min. Rutkulit. Tammy Abraham. Son Heung-min. Cuối cùng thì Son Heung-min đã lên tiếng với cú đá thứ hai của mình. Một cú đạt lòng chân trái có thể nói là quá xuất sắc. Nhưng chúng ta đánh giá cao ở khả năng di chuyển của Son Heung-min. Khả năng di chuyển không bóng của Son Heung-min không khác gì một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của La Masia. Thực sự là như vậy. Tôi nghĩ rằng Son Heung-min có tố chất của một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Barcelona. Một pha di chuyển không bóng cực kỳ khôn ngoan khi có một cú đá. Tammy Abraham. Không vào. Đang có sự lúng túng đến từ huấn luyện viên Mittenham. Mittenham đang căng cứng về mặt tâm lý. Và đó là điều được thể hiện ở tình huống vừa rồi. Ok, chào bạn Lê Long. Nhớ khi nào phát chung kết World Cup 2010 à? Chung kết World Cup 2010 thì không phải tuần hôm nay em ạ. Tuần hôm nay anh có lịch rồi. Có thể là chung kết World Cup 2010 sẽ phát vào tuần sau nữa hoặc là cuối tháng 4 anh em ạ. Mình vẫn chưa có lịch phát sóng trận chung kết World Cup 10. Mình vẫn phải cố gắng phát xong các trận chung kết của Champions League đã. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu bán kết đầu tiên đã khép lại. Với lợi thế tạm thời nghiêng về game thủ Kasbili. Son Heung-min ở cú đá thứ hai đã không cho thủ thành Thibaut Courtois một cơ hội nào ở một tình huống đối mặt. Chúng ta một lần nữa xem lại thông số này. Những thông số có thể nói là không quá chênh lệch giữa Kasbili và Mittenham. Thậm chí là tỷ lệ kiểm soát bóng của Mittenham còn nhiều hơn. Nhưng bất ngờ đã đến với Kasbili. Ok, chào bạn Vũ Văn Thảo. Ok, chào bạn Đồng Việt Anh nữa. Đúng rồi, bình luận viên Lê Mạnh Hùng đây. Mình ngày hôm nay được vinh dự được ban tổ chức của VFTV đánh xe ô tô đến anh em ạ, bánh xe tải đến để chở đi để bình luận giải này. Subio, ok, xin cảm ơn các bạn, những bạn khán giả nào đã nhận ra giọng nói của mình.
Những bạn khán giả mà thường xuyên xem bóng đá trên Facebook có lẽ sẽ không còn lạ lẫm gì giọng nói của tôi nữa. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Esubio, một niềm vui dành cho tôi khi mà có bạn còn phang cả họ cả tên của tôi lên. Avicula, Esubio. Người đang theo kèm là Theo Hernandez. Quả tạt dành cho Đúc Cúc Suco. Tôi không tin đó là Suco. Tôi nghĩ rằng đó phải là Hernan Crespo, nhưng trên bảng tỷ số hiện tên Davor Suco. Đúng là Mitterdam thực sự là một ẩn số của giải đấu năm nay. Mitterdam thực sự là một ẩn số, và tôi đã nghĩ đến Mitterdam là người chơi trận chung kết chứ không phải là Kasmin Lee. Cho dù lối đá đầy cảm hứng của Kasmin Lee luôn đem lại cảm xúc cho những khán giả theo dõi trận đấu này và cả giải đấu năm nay, nhưng tôi nghĩ rằng sự thực dụng của Mitterdam ở thời điểm này là cần thiết. Và điều đó đã đến với một tình huống treo bóng dành cho Davor Suco. Avicula. Hai bàn thắng đến theo hai phương thức khác nhau, một tình huống treo bóng bổng và một tình huống phối hợp ở trung lộ. Chúng ta đang thấy được chiến thuật rất rõ ràng của hai huấn luyện viên. Mitterdam đã sử dụng rất nhiều những tình huống đánh đầu như vừa rồi. Ở trận đấu tứ kết thì Davor Suco cũng đã lên tiếng với một cú ngả bàn đen cực kỳ đẹp mắt. Sean Holbin, Rodri. Vẫn là những pha xử lý kỹ thuật của tiểu Buquets. Hao Felix, Sean Holbin, Abraham. Cú đá cận chân của Tammy Abraham. Chân sút thuộc biên chế của câu lạc bộ Chelsea lúc này vẫn đang chơi khá mờ nhạt ở trên sân. Tất nhiên nó cũng đến từ cách chơi có thể nói là kín kẽ đến từ hàng phòng ngự của các thủ áo trắng. Esubio, một tình huống trả bóng dọc sân không thành công của Esubio. Rodri, trả bóng dọc sân nghe như kiểu tennis anh em nhỉ. Gạ lồng cả tennis vào, rút cú lít. Đường truyền dành cho Rodri bên phía cánh phải. Lại là quả tạt ngược dành cho Abraham. Không được. Abraham chứ không phải là Suco. Chúng ta đang thấy sự khác biệt giữa một huyền thoại và một cầu thủ trẻ ở thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới. Hao Felix đã tỏ ra khá tiếc nuối với cơ hội mà người đồng đội đã bỏ lỡ. Phút thứ 74 của trận đấu và tỷ số của trận bán kết đầu tiên vẫn đang có kết quả là 1-1. Hy vọng rằng là các game thủ sẽ bỏ qua con số 2 triệu để thi đấu thoải mái nhất. Tôi thấy đang có phần căng cứng tâm lý dành cho Mitterdam trước đó, nhưng bây giờ anh ấy đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Gutkulit, sự tự tin đang dần trở lại với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Greg Bowell, Raphael Varane. Pha giữ bóng của Varane. Toby Alderweireld. Tôi xin thông báo lại với các bạn là trận chung kết sẽ đá theo phương thức BO3 bạn nhé. Đá 3 trận. Game thủ nào giành chiến thắng 2 trận là giành chiến thắng chung cuộc. Kyle Walker. Paul Pogba. Tổng giải thưởng của mùa giải đầu tiên ở VFTV Esports Tournament Season 1 có tổng giải thưởng là 4 triệu anh em ạ. Giải nhất 2 triệu, giải nhì dành cho game thủ sẽ có 1 triệu. Giải 3 là 2 triệu rưỡi, giải 3 là 500. Giải 3 500 anh em ạ, như vậy không phải là 4 triệu anh em ạ. Giải 3 là 500, còn giải 4 sẽ là gần như là giải khuyến khích anh em ạ. Sẽ là bây giờ mình nhớ ra giải vua phá lưới. Vua phá lưới có được 200.000 nữa anh em ạ. Bây giờ tôi mới nhớ ra giải vua phá lưới có được 200.000 nữa. Thật sự là quá may mắn cho game thủ nào nếu như vừa được giành giải nhất mà lại còn lại vua phá lưới nữa. Tommy lúc này đang có được tổng 10 bàn thắng và anh ta vẫn đang xếp số 1. Đá vào Suco. Suco, đường truyền dành cho Ivan Perisic.
đã không thể vượt qua được Nick Pope. Bao giờ đá chung kết, tối nay đá chung kết luôn bạn ơi. Tối nay đá chung kết luôn bạn ạ. Bốn game thủ đang là những game thủ xuất sắc nhất ở giải đấu năm nay đã vào đến trận bán kết. Chúng ta sẽ đến với hiệp phụ đầu tiên. Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu năm nay, bước vào hiệp phụ Avicula. Theo Hernandez. Ở trận đấu bán kết thứ hai sẽ là cuộc so tài giữa Tommy và Farmer Hà Ngân. Một đội bóng có hàng công có thể nói là mạnh nhất giải sẽ đấu với một game thủ có thể nói là thi đấu chắc chắn nhất giải, đó là Farmer Hà Ngân ở trận đấu bán kết thứ hai. Mr. Nam lúc này đang là một ẩn số thực sự của giải đấu năm nay khi anh ta đang chơi rất sòng phẳng với Kasmin Lee. Pogba, Sean Heung-min, Rukulit. Vẫn là những pha di chuyển không bóng khôn ngoan của thủ Atletico. Emmanuel Petit. Tôi thấy các game thủ ở bên phía Kasmini đang sử dụng khá nhiều những tình huống xoay trụ. Pogba. Đây là thời điểm đấu trí thực sự của hai game thủ Sean Heung-min, Rukulit. Ivan Perisic. Vừa rồi thì Theo Hernandez chính là người đã ngăn cản cú dứt điểm của Rukulit, Ivan Perisic. Thực sự là chúng ta đang thấy được một trận đấu căng thẳng. Một trận đấu căng thẳng thực sự của hai game thủ lúc này. Theo Hernandez, Ronaldo. Như vậy là hiệp phụ đầu tiên đã khép lại với tỷ số vẫn là không đều. Hiệp phụ đầu tiên đã diễn ra rất nhanh và đây là hiệp phụ thứ hai của trận đấu bán kết ngày hôm nay. Kyle Walker. Vẫn là những pha dự bóng của Kyle Walker. Ok, chào bạn Mạnh Đoàn nhé. Matthias De Ligt lúc này thì các cổ động viên cho rằng là anh Toàn Đức cho rằng là Kasmin Lee lên tôn trọng đối thủ thì hơn. Tức là anh ấy nói rằng là lối đá của Kasmin Lee cần phải được trau chuốt hơn và ít sử dụng kỹ thuật hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Rukulit, Emmanuel Petit. Chúng ta luôn luôn phải đề cao đối thủ anh em ạ, không nên nghĩ rằng là đối thủ dưới chúng ta. Pogba dứt điểm. Không thể đánh bại được Courtois. Ok, xin gửi lời chào bạn Thắng Tài. Xin gửi lời chào bạn Thắng Tài. Lúc này đang có hơn 300 anh em đang theo dõi trận đấu Hà Nội. Một buổi tối có thể nói là đầy cảm xúc của chúng ta khi theo dõi trận đấu bán kết đầu tiên của giải đấu VFTV Esports. Xem bóng đá clip trên Facebook, bình luận viên trên kênh nào đấy. À, mình chả có kênh đâu bạn ạ, mình chỉ có fanpage thôi, mình không có kênh. Mình chỉ có fanpage DLV Mạnh Hùng thôi. Bạn search DLV Mạnh Hùng mà có cái avatar mà mình để hình đen trắng. Mình để theo kiểu hoạt hình đen trắng để anh em search bình luận viên Mạnh Hùng. Page nào mà 19 lượt theo dõi với cả là 6.000 lượt thích thì đấy là fanpage của mình. Như vậy là Cristiano Ronaldo sẽ được rút ra. Ronaldo đã được rút ra rồi. Một pha tạt bóng ở cột gần. Ronaldo không được. Courtois là người đã lựa chọn điểm rơi chính xác. Đào vào Schuker. Tốc độ của Schuker. Lúc này vẫn chưa có cầu thủ nào lên hỗ trợ cho huyền thoại người Croatia. Schuker. Phút thứ 118 của trận đấu và có lẽ trận đấu này sẽ đi đến những loạt đá penalty là cái chắc rồi. Lần đầu tiên ở một giải đấu năm nay, trận đấu bước vào loạt đá penalty. Lần đầu tiên cũng là một trận đấu bước vào những hiệp phụ
Tất cả đều là những lần đầu tiên anh em ạ, để thấy được sự căng thẳng ở trận đấu bán kết này. Tính chất chuyên môn được rất cao, được đề cao anh em ạ. Kỹ năng của các game thủ cũng đã được tăng lên theo từng trận đấu. Jack Rodwell, quả tạt dành cho Esubio. Tôi đã nói đến sự bất ngờ của Peter Dam ở những quả tạt. Tôi không nghĩ rằng là Kasmili là đội bóng sẽ vào trận chung kết. Cho dù anh ta nhận được nhiều lời khen ngợi của các cổ động viên, nhưng thực sự Mr. Nam mới chính là người mà tôi chọn ở trận chung kết. Tôi không muốn nói ra thôi, nhưng thực sự là Mr. Nam là một ẩn số, một tấm vé vớt ở vòng bảng, ở bảng B, sau khi đối mặt với Nam CR7. Và bây giờ anh ta đang có tấm vé, một nửa tấm vé vào chơi trận chung kết rồi. Walker, Esubio. Và cuối cùng thì trận đấu của chúng ta đã khép lại với tấm vé chào chơi trận chung kết thuộc về Mr. Nam. Mr. Nam mới chính là nhân vật tạo ra được sự khác biệt đến từ trong những tình huống tấn công. Một quả tạt có thể nói là cực kỳ ẩm hóc dành cho Esubio. Rất nhiều những cổ động viên xem ở trận đấu ngày hôm nay không tin rằng là Kasmidi lại bị loại. Nhưng đó là sự thật. Đúng là sự thật anh em ạ. Sự thật là như vậy.